được dùng lời ăn tiếng nói của mình để truyền tải, chia sẻ đến với tất cả mọi người. Vậy thì là Ngọc Chi thì Chi sẽ có những lời khuyên gì đó với các bạn trẻ khi đang ngồi ở dưới tại hội trường hôm nay ạ? Chắc là khuyên đó thì Chi không dám, tại vì cũng có 20 tuổi nhưng cũng chưa là trải đời quá nhiều, cũng chưa bằng các vị giám khảo ngồi ở đây. Em nhớ Đức Hải ở cái hội trường của em và cả Trâm khi nói về bài hát đó thì nhạc sĩ là và chúc mừng cuộc thi của bạn.